đây, mình ra ngoài cổng mà mình xách vô nè các bạn. Bởi vì hồi nãy nó hơi nhiều á, cho nên là khi mà ra ngoài cổng thì mình cũng không có quay được. Mình cho các bạn xem, tàu trời đang rất là nắng luôn các bạn. 4 giờ chiều mà nay nắng dữ lắm. Bởi vì hôm qua mới mưa một trận rất là to đó, cho nên là hôm nay nắng kinh khủng. Và nè, đây là phần quà nè các bạn, 5kg gạo. Gạo hương lài, biệt thơm ngon. Để mình mở xem cho cái bịch này có gì nè. Một bắp cải nồi. Người ta cũng sợ trong đây là không có rau ăn đó các bạn. Đây một trái bí, trái bầu chứ không phải bí. Một trái bầu. Hai bịch khẩu trang này các bạn. Đó. Một chai nước mắm. Cái này là coi như là cần thiết. Đường. Và một chai nước tương. Đó, cái món quà buổi chiều hôm nay đó các bạn. Là hôm nay là cái ngày thứ 7. Ngày thứ 7 rồi, trong khu phong tỏa rồi, cũng được 50% cái đoạn đường rồi đó các bạn. Và là tuy là rất là buồn, ở trong đây buồn dữ lắm. Gọi là không có cái chuyện gì làm hết á, ngoài những cái công chuyện gia đình, rồi xem phim, rồi nói chung là rất là chán. Một ngày mình ra vườn, rồi quay những cái mà ở trong vườn mình có, rồi cùng với quay những cái món quà mà những người dân, những mạnh thường quân hỗ trợ cho mình đó các bạn. Các bạn ơi, bây giờ ông đội trưởng ông lại kêu đi ra ngoài cổng để nhận thêm một phần quà tiếp tế buổi chiều nữa nè các bạn. Bây giờ mình cùng đi ra ngoài cổng coi. Rồi. Đó, đó là ông đội trưởng đấy. Gì quá trời vậy chị? Chỉ em làm chua coi, em không biết làm. Ủa, có cá nè. Nay có cá biển nè chị hai. Bên má có cá chua không? Nay có cá nè. Tôi biết rồi, để đó tôi làm. Vậy để rồi em gửi bà Út luôn. Chị em không biết làm. Cái này là để làm chua là đúng à. Bà Út gọi chú Út làm giùm con luôn đi, con không biết mần. Làm chua chua. Làm chua chua được. Chị hai làm qua đó. Ba nhà đó, đừng có làm chua cho nó. Dầu đang để chua. Dạ. Củ cải ăn nóng lắm. Củ cải hả? Chẻ ra khô cái làm mày làm cái gì đó, làm mặn cũng được mà. Làm mặn chay mà má ăn không được. Làm trộn với đường nước tương gì đó. À, cái đó làm lạc, còn nước mắm thì làm mặn. Dạ. Thì đó trộn hả? Mình khơ nước khô. Giờ cái bắt đầu mình nấu nước tương nước. Vậy nay bố làm đi. Không phải ăn, còn cái này làm cái chua ăn được. Dạ. Quá trời. Trời, sáng làm. Sáng làm được. Có đu đủ nữa nè. Đu đủ hả? Ớt, ớt, bà con ơi. Ớt chuông. À, ớt này xào mực. Cá hay gì trời ơi, còn cá nữa, làm cá đi. Phần giống nhau. Đây các bạn, mình gửi hàng xóm là hai cái bắp cải rồi, hai cái miếng cải đang làm chua rồi.
Ở đây có một bắp cải nồi nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Hai trái ớt chua. Đó. Với lại chắc một ký cá biển nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm. Cá biển này cũng rất là tươi luôn nha các bạn. Làm bỏ tủ lạnh để dành nha. Là khoảng 5 kg gạo và một vỉ trứng. Đó. Đó. Hôm nay có chất đạm này nè. Có trứng à, hai đứa nhỏ rất là mừng luôn. Giờ thấy có trứng có cá hai đứa nhỏ mừng lắm. Đó. À, đây là món quà mà buổi chiều ngày thứ 7 ở trong khu phong tỏa nha các bạn. Hồi nãy thì mình nhận được là một món quà rồi và bây giờ là kêu ra nhận thêm một món quà nữa. Ồ, cá biển tươi ghê luôn các bạn. Tươi lắm. Ngày nữa mình sẽ làm, mình bỏ vô hộp. Có thịt, có cá nè, có trứng nè. Đó. Rồi. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.